Bình ơi.
trả lời đâu đại cảm hai câu ba bắt đầu. Xin chúc Bình Thanh cùng với Công an Hà Nội đã có được chiến thắng trong hôm nay. Cảm xúc của Thanh là như thế nào? Được chiến thắng rất đậm này. Cảm xúc hôm nay em rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà hôm nay toàn đội đã có trận đấu rất là xuất sắc. Thanh nghĩ rằng yếu tố nào giúp cho đội bóng của mình lại có chiến thắng đậm trước một đối thủ đã được đánh giá rất là cao như là Bình Định? Em nghĩ là do yếu tố đoàn kết. Thì như lúc đầu tiên thì chủ tịch tập đoàn đội đã nói là trong đội không có ai là người sao hết, chỉ có đoàn kết và chiến đấu thôi. Thanh cảm thấy sự tự hào như thế nào khi khoác lên mình đội màu áo của Công An? Cảm xúc rất là khó tả, em cảm thấy là rất là vui, rất là vinh dự khi mình được khoác đội bóng. Mục tiêu của Thanh cùng với đội bóng là như thế nào? Thì, mục tiêu của em là cùng toàn đội đặt ra là sẽ làm thật tốt cái kết quả của ban luyện đề ra. Cảm ơn Thành nhá. Anh Giang nhá. Chân sau. Cô Nhung ơi.